Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chính thức triển khai chương trình hiến kế sinh viên dành cho cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, hội viên sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước từ nay cho đến ngày 20 tháng 5 năm 2023 với mục tiêu thu hút 15.000 hội viên sinh viên tham gia. Để triển khai chương trình, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã xây dựng trang đích landing page tại địa chỉ http 2 sinh hoisinhvien com vn Đồng thời chỉ đạo truyền thông rộng rãi đến hội viên sinh viên trong và ngoài nước hội viên sinh viên cán bộ hội tham gia hiến kế trực tiếp trên trang http 2 xoẹt hiến kế hội sinh viên com vn sau khi hoàn thành ý kiến hiến kế mỗi cá nhân được nhận một phần quà tặng qua email trung ương hội sinh viên việt nam sẽ tặng giấy chứng nhận cho năm hội viên sinh viên có ý tưởng hiến kế tiêu biểu hàng tuần tặng bằng khen và phần thưởng 2 triệu đồng một người cho 10 hội viên sinh viên có ý tưởng hiến kế tiêu biểu có khả năng ứng dụng thực tiễn cao trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028.